Hello, chào các bạn nha. Thì bây giờ mình cũng đang ở trên cái xe để mình di chuyển từ Nghệ An ra tới khu vực Hải Phòng rồi các bạn ạ. Thì xe bây giờ cũng đang tiến hành dừng lại để chuẩn bị cho một cái là một trong những cái công việc, đó là mọi người sẽ cần đi tiêu tiện với đại tiện á. Thì bây giờ chính là thời điểm mọi người sẽ dừng lại để mọi người giải tỏa một chút xíu, sau đó mọi người sẽ tiếp tục cái hành trình đi từ Nghệ An ra tới Hải Phòng các bạn. Thì trong cái chặng hành trình của tụi mình á, thì có rất là nhiều thành viên, một số bạn đi từ đôi khi là thành phố Vinh chẳng hạn, đôi khi là Nghi Lộc chẳng hạn, đi ra tới Hải Phòng để làm những công việc của họ. Thì trên chuyến xe này bây giờ tụi mình đang di chuyển này, thì mình đang di chuyển ở đây và mình cũng không biết rằng là bao nhiêu và mấy giờ nữa sẽ có mặt tại Hải Phòng. Nhưng mà những dịp Tết là những cái thời điểm mà thực sự đi cũng khá là đông đúc và xe chạy tần suất khá là cao, và vì thế đi cũng sẽ chậm hơn một chút nào đó. Thì bây giờ mọi người cũng đang đi vệ sinh rồi, đôi khi là sắp xếp hành lý lại cho nó cẩn thận để chuẩn bị lát nữa là bắt đầu sẽ đi các bạn ạ. Tụi mình thấy là bây giờ xe là ghế cũng khá là đầy rồi, và lát nữa là mọi người cũng sẽ chạy. Thì để mình cảm nhận xem, lâu ngày mình cảm nhận xem cái cảm giác đi xe ngày Tết nó như thế nào, nó phiêu lưu như thế nào. Các bạn cùng cảm nhận với mình ha. Thì các bạn, nếu mà các bạn đã từng di chuyển từ Sài Gòn tới Nghệ An hay Nghệ An tới Sài Gòn vào những ngày Tết, thì ắt hẳn các bạn đã từng biết và các bạn đã từng cảm nhận được những cái sắc thái và những hương vị đặc biệt của nó rồi. Thì bây giờ hãy cùng mình để trải nghiệm điều đó nha. Đấy, ở đây mình quay một cái góc cảnh khác, các bạn nhìn thấy cảnh mọi người đang đi vệ sinh luôn. Nhưng mà cảnh đi vào thôi, chứ còn cảnh bên trong thì nó sẽ khá là bất tiện, vì thế mình sẽ không quay ha. Đây các bạn thấy này, mọi người đang đi ngao du này, đi vào đi vệ sinh này. Rồi một số thành viên cũng đã lên xe để chuẩn bị cho cái hành trình tiếp theo này. Bây giờ thì xe cũng khá là đông, và tụi mình cũng đang chờ lại nhà xe tiếp tục sắp xếp để chuẩn bị di chuyển này. Thì các bạn nhìn thấy đấy, khung cảnh ở đây hiện tại cũng khá là đặc biệt. Nhưng bây giờ mình sẽ cảm nhận đồng thời chia sẻ các bạn những cái sắc thái hương vị khi tụi mình di chuyển như thế nào, rồi các bạn cùng mình để các bạn hiểu được cái trạng thái mà chúng ta cùng di chuyển gặp những cái vấn đề như thế nào ha. Thì các bạn ạ, thì sau một lát tụi mình nhờ xe dừng lại để đi cho mọi người đi vệ sinh xong á, thì tụi mình đã và đang tiến hành để tiếp tục cái hành trình các bạn ạ. Thì cái hành trình thì cũng có cái nhiều mình chưa gì mình đã thấy một số cái điều khá là thú vị rồi, nhưng mà mình cũng chưa đoán trước được, nhưng mà có một số điều cũng đoán trước được một chút xíu rồi, nhưng mà cũng khá là thú vị. Thì để có gì chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm ha. Rồi thì trong lúc đi thì bây giờ mình cũng sẽ cập nhật để các bạn cảm nhận từng ly từng tí luôn. Thì cái vị trí mình ngồi và quay phim á, đôi khi các bạn nhìn thấy nó cũng sẽ hơi bị chật chội một chút xíu này, có áo che này, bởi vì mình phải mang cái đồ thiết bị để đi quay phim á, thành ra nó sẽ bị vướng một chút xíu so với khi mà trước kia mình đi mình không có mang á. Trước kia mình đi đôi khi mình mang một số đồ mình cũng phải bỏ dưới xe nữa, nên thành ra nó sẽ chiếm một số cái diện tích của cái xe phương tiện đó. Thì mình cũng đã bỏ một số phương tiện nằm phía dưới rồi cho nó gọn gàng, và có một số đồ mình cũng phải để trên đây để tránh trường hợp là nó bị sốc á, tại vì ở phía dưới mình bao lại cẩn thận rồi, nhưng mà nó nằm trong cái thùng rồi và bây giờ nó nằm riêng ra, thành ra mình cũng phải cover, take care nó lại ha. Thì cái hành trình này cũng là một cái thử thách tiếp tục để mình trải nghiệm và mình chia sẻ tới các bạn. Không biết là còn khó khăn gì phía trước nữa, nhưng mà mình cũng đang chill để cảm nhận những cái sắc thái tại đây, rồi tiện thể chia sẻ tới các bạn những hương vị ở đây. Mấy các bạn có nghe rõ không? Thì tối qua mình lúc sáng mình thức dậy thì mình đã thấy là sức khỏe nó đã hồi lại rồi, để chuẩn bị cho hành trình á. Thì có thể là tương lai mình đi xong á, mình sẽ chia sẻ cho những cái bạn nào ở trong cái, mình sẽ lập một cái nhóm riêng để các bạn cảm nhận, rồi sau đó chia sẻ những cái thông điệp mà các bạn trong nhóm sẽ cảm nhận và cái cách thức để làm sao take care cái sức khỏe của mọi người. Tại vì khi di chuyển lâu dài như thế này, nó cần phải có được cái sức khỏe bền bỉ các bạn ạ. Rồi, thì bây giờ trước mắt như vậy đi, và lát nữa mình sẽ tiếp tục cập nhật các bạn ha.
Đây, bây giờ tụi mình vừa mới di chuyển được tầm 1 tiếng 50 phút thì bây giờ cũng ghé ăn trưa rồi. Thì tụi mình ăn chay nên thì xuống không biết ăn cái gì luôn. Nhưng mà ở đây thì thường ở Việt Nam mọi người đi á, thì thường nhà xe họ sẽ có cái phần tiền cơm rồi, nên thành ra là mọi người có thể ghé ăn được. Nhưng mà tụi mình thì mình trước kia thì mình cũng từng xuống ăn cơm khá là nhiều lần, nhưng không biết nhà xe như thế nào. Lát mình xuống một vòng xem thử sao, dẫu không ăn. Nhưng mà trước thì mình đi giải sớm ăn thì cũng tùy nhà xe, cũng có những cái trải nghiệm khá là thú vị. Thì các bạn đã là người từng đi Tết rồi, các bạn cảm nhận biết rõ được là cái hương vị nó như thế nào rồi. Thì chỉ là bây giờ mình sẽ xem một cái cảm nhận góc khác. Sau một thời gian mình ít khi về Tết, bây giờ không biết như thế nào nữa. Bởi vì trước kia thì mình cũng phần lớn mình né những ngày Tết, bởi vì là nó khá là đông đúc và mình đi khá là bận. Bởi vì đi ngày Tết thì nó giống như cái việc là giả sử mình đi độ khoảng có được tầm hành trình mình đi độ khoảng tầm có được tầm đôi khi là tầm độ khoảng tầm 27 hay 8 tiếng, nhưng mà những ngày Tết nó rơi vào tới tầm 3 mấy tiếng. Ngày nay mình cũng sẽ ít khi mình di chuyển. Nhưng mà hôm nay mình sẽ cảm nhận xem như thế nào. Hành trình nó rơi tầm 200 mấy chục cây ha. Tầm 209 cây. Thì mình không biết là sẽ lâu hơn cái thời gian mình chạy xe máy không. Trước mình cũng chạy xe máy trong Sài Gòn rồi, trong ngoài Hà Nội rồi. Mình không biết là bây giờ mình sẽ chạy bao, xem thử xe chạy bao nhiêu lâu ha. Thì nghe bác tài cũng bảo rằng là thời gian độ khoảng tầm 2 tới 3 giờ sẽ tới nơi. Nhưng mà mình sẽ xem cái hành trình của mình sẽ cần bao nhiêu lâu để đi từ Nghệ An tới tận bến xe ha. Đấy, thì bây giờ mọi người cũng đã và đang đi xuống ăn cơm này. Thì xe thì sẽ có một số người sẽ không có ăn, hoặc một số người là chỉ có đi lên á, thì họ sẽ họ mua vé nhưng họ không có phần tiền ăn luôn. Thì như vậy cũng tùy một số người, tại vì là họ khi họ ăn như vậy thì họ phải trả thêm chi phí chẳng hạn. Nhưng mà phần lớn thì những bạn đi xe thì họ biết được nên thành ra họ không có sử dụng. Thì sau một lát nhà xe chạy thì bây giờ hiện tại hơn 10 giờ rồi, tầm 10 giờ 30 rồi, 10 giờ 30 40 bây giờ nhà xe đang ghé chân lại nè để mọi người ăn trưa rồi. Và một lát nữa nhà xe sẽ tiếp tục băng đi ra ngoài Hải Phòng các bạn ạ. Thì không biết hành trình nó sẽ còn nhiều điều thú vị gì nữa ha. Mình sẽ cập nhật để các bạn cùng cảm nhận luôn. Để các bạn nhìn thấy không, một số cái vị trí mình đang ngồi và ăn trưa này. Đấy, các bạn nhìn thấy không, khung cảnh hiện tại xe chạy nha. Xe chạy cũng chưa có, sao mình thấy nó chưa đông lắm này. Chắc là với con mắt mình nó chưa đông hay sao á. Mình thấy là khá là hay khi có một số bạn á, ấy, một cặp vợ chồng kìa các bạn thấy không. Đấy, đi băng từ chắc khả năng là Nghệ An Thanh Hóa ra tới Hải Phòng rồi các bạn. Đấy, các bạn thấy không. Ấy, xa kìa. Mình thấy có nhiều cặp xe đi kiểu là đi từ Nghệ An rồi Thanh Hóa ra ngoài Hải Phòng luôn các bạn. Đấy, nay chứng tỏ là nhiều bạn cũng khá là tự tin với cái hành trình của mọi người nha. Mình thấy vậy cũng khá là hay á. Bởi vì mọi người biết cách gọi là mọi người phiêu lưu, gọi là băng đi ra tới vị trí mà mọi người cần luôn. Như vậy cũng khá là hay. Thì như vậy nó sẽ giảm cái áp lực cho tới các cái nhà xe các bạn ha. Đấy, bây giờ mình cũng đang, mình nghĩ là nhà xe sắp di chuyển rồi. Mình dùng từ sắp thôi, cũng chưa biết. Bởi vì là nhà xe là người quyết định. Nay là coi như là chuyến hành trình này là coi như tụi mình là phần lớn là bị động, xem thứ nó thú vị như nào. Đấy, bây giờ mình xem mình quay các bạn xem một số cảnh nào được không ta, rồi sau đó mình lên xe mình xem nghỉ ngơi chút xíu. Không biết tại sao từ lúc ở nhà thì mình không đói bụng mà bây giờ lên xe cảm giác đói bụng các bạn, khá là hay. Ngồi ở đây thấy một số bạn chạy xe máy đi ra thành phố đi làm việc, và mình thấy cũng nhớ cái xe các bạn. Nhớ xe là cái gì? Ngồi là cái xe phiêu chạy trong cái tỉnh miền Tây, từ Sài Gòn đi tới miền Tây chẳng hạn. Đấy, thì bây giờ mình tiếp tục mình sẽ quay lại ha. Những cái ký ức khá là vui khi mà thấy mọi người chạy xe như vậy. Đấy các bạn, thấy khá là nhiều luôn. Bây giờ mình chia sẻ với các bạn một chút xíu ha. Thì bây giờ mình cũng đã đi ra tới ngoài Ninh Bình rồi. Một cái chặng hành trình mà tính là gần 300 cây mà bây giờ còn 108 cây nữa. Và cũng khá là đặc biệt khi mỗi lần mình đi mà những cái cảm xúc, những cái hương vị, giả sử như là mỗi lần mình đi trên xe đôi khi mình
cầm cuốn sách hay mình cầm cái điện thoại một lát là coi như là mình buồn ngủ rồi các bạn. Bởi vì này nó thực tế nó có một cái điều thú vị như này. Khi mà mình cầm một cái điện thoại hay một cái gì á, ngồi trên xe nó rung rung á, thì nó sẽ rất là dễ buồn ngủ, rất dễ là buồn ngủ luôn. Vì thế nó sẽ luôn mình ngủ rất là sâu luôn. Lúc nãy mình nằm từ lúc tầm 11 giờ. À tới giờ bây giờ là 12 giờ 50 rồi. Một thời gian rồi, bây giờ còn hơi buồn ngủ xíu nữa. Và thực sự ra thì đi xe giường nằm á, thì nó sẽ mang lại một cái cảm giác đôi khi là sự khá là đặc thù đó lớn. Chưa kể là cái xe á, nó sẽ có một cái sự rung rung rung. Các bạn không biết các bạn cảm nhận như thế nào, nhưng mà mỗi lần đi á, nó sẽ có cái sự rung 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 rung. Giống như nó tạo ra một cái sự, nó tạo ra một cái cường độ mà gần như những ai đi xe á, thì cũng dễ rơi vào cái giấc ngủ này. Thì cũng khá là đặc biệt. Mình thấy cũng khá là đặc biệt đó. Thì các bạn nếu mà xem từ đầu, các bạn sẽ thấy là mình gần như là mình đang ngồi ở một vị trí khác. Không phải là vị trí mà gọi là bên sát cửa sổ nữa, tại vì mình đổi cho vợ mình rồi. Có một số lý do thành ra mình muốn đổi qua ha. Mình cũng không biết là đây là một cái khu gì, nhưng mà mình đang đứng ngay một cái vị trí, đó là một cái nghĩa giống như một cái nơi mà liên quan có cái nét văn hóa các bạn ạ. Một cái nơi đền thờ lịch sử các bạn. Nhưng mà nhìn nữa sẽ có cái được cái sự cố kính và phong thái của Ninh Bình luôn các bạn. Mang lên nhiều cái hình thái rất là tuyệt vời. Bây giờ để mình quay các bạn bên ngoài chút xíu cho các bạn thấy ha. Các bạn nhìn thấy trong xe không? Nhìn quay ra ngoài thì gần như là nó rất là nhỏ xíu à, nó không có nhiều gì cả. Để các bạn nhìn thấy ha, một chút xíu thôi. Xe cũng vừa mới trả khách xong các bạn ạ. Thì bây giờ họ tiếp tục họ di chuyển á. Nhưng mà thực sự cũng khá là thú vị khi mà phần lớn bây giờ vào buổi trưa trưa các bạn, nên thành ra ai cũng khá là buồn ngủ. Nhưng mà có một cái đặc thù hay nữa, đó là đôi khi nhà xe chạy á, cái xe di chuyển nó tạo ra một cái rung rung khá là hay. Và cuối cùng gần như là mọi người đa phần là ngủ hết rồi. Thì mình vừa mới ngủ xong, mình tỉnh dậy một chút xíu, mình quay một số đoạn. Tại vì những cái cảm xúc này thì thực sự ra thì đi mới cảm nhận được, đi mới có được cái cảm xúc này. Cũng khá là thú vị. Và khi ngồi trên xe rồi mới thấy được những cái cảm xúc này. Và nó mang được những cái hương vị khá là đặc biệt của cái món mà đi xe. Và dịp Tết thì thực sự như các bạn, không biết các bạn cảm nhận được chưa, nhưng mà với mình thì nó khá là hương vị quen thuộc. Đó là nó sẽ chạy khá là chậm hơn so với ngày thường, bởi vì đường xá nó sẽ đông đúc các bạn. Bởi vì vào những ngày thời điểm đầu năm mới thì thực sự bây giờ nó phương tiện di chuyển khá là nhiều hơn và nó đông đúc. Đôi khi nhà xe cũng phải đi các cái con đường tránh, tránh trường hợp nó đông, nó kẹt các bạn. Thì lúc nãy mình thấy là nhà xe cũng lách mấy cái cao tốc luôn. Biết họ lách để đi cho nó nhanh hơn hay là nó chậm hơn mình chả biết nữa, nhưng mà nói chung là cũng khá là thú vị. Đấy, mình đang đi tới Ninh Bình rồi. Thì không biết là mình có dịp mình ghé lại Ninh Bình quay ở Tràng An không? Thì chưa biết được. Nhưng mình sẽ tiếp tục chiêu xem. Khi nào ghé tới những cái vị trí là mình sẽ tiếp tục mình chia sẻ tiếp ha. Còn bây giờ thì phần lớn mình đi trước kia các bạn xem mình đi trên xe máy hay xe ô tô thì mình quay nó tiện tự do hơn. Nhưng đây là cái xe khách rồi thì nó sẽ bị phụ thuộc vào họ khá là nhiều. Và bây giờ cái vị trí mà lên ngồi đôi khi quay ở vị trí đầu xe nó cũng sẽ có một số vấn đề, thành ra mình cũng khá là khó để lên. Đấy, mình quay với các bạn ngay cái vị trí mình ngồi như thế nào để các bạn nhìn thấy ha. Thì sau một lát tụi mình di chuyển thì bây giờ cũng còn độ khoảng tầm 12 km nữa thì mới tới cái vị trí mà tụi mình sẽ đi xuống này. Thì khi xuống đó tụi mình sẽ tiếp tục trải nghiệm hành trình của tụi mình tại Hải Phòng. Sau đó tụi mình sẽ ngao du và cảm nhận thành phố trước khi tụi mình đi lên các cái khu vực vùng Tây Bắc các bạn. Thì bây giờ nhà xe cũng đang trả khách và mình tính chắc không tầm 4 giờ thì mình mới đi xuống xe được. Tại vì thì
một trong những cái hành trình mà khi mà đi đến cuối, lúc mà trả xe á, thì lúc đó trả khách á, thì lúc đó là một trong những thời điểm mà sẽ cần nhiều thời gian các bạn. Thì những ngày Tết á, nó sẽ đông đúc và dẫn tới là nhà xe á, họ sẽ chạy chậm đó. Đấy, dần các bạn sẽ cảm nhận được lý do, một trong những lý do tại sao mà mình ít khi đi về trong cái dịp Tết này, và mình cũng ít khi mình di chuyển trong cái dịp Tết luôn. Nhưng mà nếu mà đi trải nghiệm cái nét văn hóa của người Việt thì các bạn có thể đi vào dịp Tết các bạn trải nghiệm thì ok, nhưng mà đi vào dịp khác thì nó sẽ đôi khi cái nét văn hóa nó sẽ có những cái lúc mà trải nghiệm khác. Còn lúc mà đi vào thời điểm Tết thì nó sẽ có góc nhìn khác, như lúc nãy mình đi ngang cái đền Trần ở Ninh Bình chẳng hạn. Đền Trần cũng là một trong những cái vị trí mà nhiều người rất là quan tâm, nhưng mà tụi mình thì tụi mình không ghé vào. Những dịp Tết này thì nó rất là đông, và đôi khi các bạn đỗ xe này kia cũng không biết có chật chội không. Lúc nãy mình đi ngang thấy cũng khá là đông đúc luôn. Đấy, các bạn thấy cái hành trình không? Đi từ ngoài kia ra nè, bây giờ các bạn nhìn thấy xung quanh nè, khung cảnh nè, đấy, xe, rồi các phương tiện đang di chuyển dập dập ha. Bây giờ bên trong là nhà xe này, các bạn thấy bây giờ là cũng khá là thưa thớt hơn rồi. Khi nào mà đi tới cái vị trí mà trả tụi mình xong, chắc là xe này trống còn ít nữa thôi. Vậy tính ra là cái xe mà chạy từ khu vực Nghệ An cho tới bến xe thì cũng khá là ít các bạn. Đấy, trước kia thì mình đi từ Nghệ An vào Sài Gòn thì nó khá là đông hơn, còn bây giờ thì nó ngược lại. Thì nó ngược lại, ý của mình ở đây là đi tới bến luôn á. Lúc trước tụi mình là đi tới tận bến luôn. Tụi mình đi tới tận bến, sau đó tụi mình mới xuống một loạt đó các bạn ạ. Nên thành ra là nó đỡ một số cái thời gian khi mà tụi mình di chuyển. Có nghĩa là thành viên di chuyển á, nó sẽ không có kẹt, nó là nhiều người phải lên phải xuống. Nhưng mà khi mà đi ở đây thì mình thấy là đó cũng là một cái sự khác biệt. Nhưng mà thực tế là đi xe thì thường là nó sẽ như vậy. Khi mà di chuyển thì bắt buộc là nhiều người sẽ có người lên người xuống vị trí khác nhau. Ở đây mình thấy dọc mình thấy cũng khá là đặc biệt khi mà các khu công nghiệp rải rác từ khi mà mình đi từ Nghệ An ra, mình thấy là các khu công nghiệp nó rải rác trên các cái tỉnh thành đều có rồi các bạn. Thì đây cũng chính là một trong những cái điều mà mình thấy cũng khá là tích cực khá tích cực khi mà mọi thứ nó đều phát triển theo cái khu vực, tạo ra cái sự cân bằng á, tránh nó dồn lại một khu cụm, tạo ra một cái áp lực lên một khu vực kinh tế thì tạo ra nó sự mất cân bằng. Bởi vì khi mà kinh tế nó đi nhanh hơn cái phần nó là cơ sở mặt bằng, đôi khi nó sẽ tạo ra cái sự ảnh hưởng đối với cái xã hội của bạn. Rồi đây các bạn, thì bây giờ mình đã có mặt tại Hải Phòng rồi. Sau một thời gian từ 8 giờ rưỡi tới tầm 3 giờ 40, thì tính ra là tầm 82 giờ là 4 tiếng, 4 tiếng tới 3 giờ là tầm 7 tiếng để mình chạy rơi vào tầm khoảng tầm 280 cây, công nhận cũng khá là phê các bạn. Thì đây các bạn, mình đang quay tại Hải Phòng luôn này. Thì bây giờ mình cũng đang xuống và bắt đầu mình dạo dạo một chút xíu. Sau lát nữa mình sẽ tìm cái khách sạn, sau đó mình sẽ nghỉ một chút, sau đó mình sẽ tiếp tục mình sẽ vào cái thành phố Hải Phòng, mình sẽ ngao du. Thì cũng khá là may mắn khi mà mình đi tới Hải Phòng vào lúc tầm 4 giờ chiều, tầm 16 giờ chiều á, tại Hải Phòng. Thì Hải Phòng là đất cảng hay sao đó các bạn. Nên bây giờ mình sẽ tìm nơi mình nghỉ chân, sau đó mình sẽ chạy vào trong đó mình ngao du một trận nữa, cũng khá là thú vị đây. Bây giờ mình sẽ từng bước bắt đầu chiêu chiêu này. Để các bạn nhìn thấy này, hành lý của mình này, bây giờ nguyên đống này. Bây giờ mình sẽ hai người, mình sẽ thuê một chiếc taxi gì đó, mình sẽ chạy vào trong. Tại vì mình cũng có bạn, nhưng mà để xem mình sẽ có cách trải nghiệm riêng, đôi khi là đi taxi cũng sẽ là một trải nghiệm khá thú vị. Nên mình sẽ cân nhắc và cái hành trình của tụi mình như thế này đó các bạn, rất là thú vị. Và bây giờ tụi mình đang ngồi coi như là reset lại sau một lát mà ngồi trên xe ô tô. Thật sự là nói thật với các bạn là cảm giác cũng phê lắm các bạn. Đấy, không biết là các bạn nào mà từng trải nghiệm đi xe rồi, các bạn biết được cái cảm giác mà đi xe nó phê như thế nào. Và bây giờ tụi mình đang là người trải nghiệm, và lúc sáng là cơ thể nó thấy nó refresh chút xíu, thì bây giờ nó đang I'm tired a little bit, thì một chút mệt mỏi rồi, nhưng mà không sao, cơ thể tất yếu nó sẽ vượt qua thôi, không có gì là không thể cả. Đấy, ở đây thì mình thấy là đường ngay vị trí A3 đi vào bến xe Thượng Lý và chợ Trịnh Xá, thì tụi mình tính ghé lại vị trí chợ Trịnh Xá để ngày mai tiếp tục cái hành trình các bạn.
ấy còn nhiều nữa. Tối nay mình sẽ xem, mình sẽ chiêu chiêu tại Hải Phòng này. Còn nhiều điều thú vị, mình sẽ xem ha. Các bạn hãy cùng mình tiếp theo ha. Cùng mình gọi là những bước chân tiếp theo để cảm nhận theo những cái cách nhìn riêng của mình thôi. Thế giới theo một cái góc nhìn riêng của mình.